Trước tình hình dịch bệnh khó lường, chiều nay ngày 4 tháng 7, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến kiểm tra và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng đi còn có lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo các sở. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cổng chào nông thôn mới thuộc xã An Ninh, huyện Châu Thành. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đã báo cáo về tình hình trực tại chốt trong thời gian qua, theo đó, trong một ngày, lực lượng tại chốt này sẽ chỉ làm 4 ca trực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng quà và gửi lời động viên đến các thành viên trong chốt, mong rằng tất cả sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc xã Long Hưng, khu vực từ Quảng Lộ Phụng Hiệp vào trung tâm huyện Mỹ Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm hỏi về những khó khăn, tình hình ăn uống cũng như phương tiện ngoài tỉnh ra vào tại chốt này. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách chốt này cho biết, Hai ngày cuối tuần, lưu lượng xe lưu thông qua chốt rất nhiều, đi cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là xe ở các tỉnh thành khác, trong đó có cả phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh về. Trong những ngày qua, thời tiết rất khắc nghiệt, nắng nóng cao điểm nên lực lượng làm nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã gửi lời động viên và gửi quà đến các thành viên trong chốt cố gắng khắc phục khó khăn, góp phần và bảo vệ sức khỏe người dân. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dặn dò lực lượng làm nhiệm vụ cần thường xuyên sát khuẩn tay, tiếp xúc, cần giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc xã Thành Phú, huyện Mỹ Xuyên, khu vực từ tỉnh Lộ 940 giáp ranh huyện Thành Trị, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây cho biết, chốt chỉ làm 3 ca trực 24 trên 24, với mỗi ngày phương tiện qua chốt này từ các tỉnh về rất nhiều. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhắc nhở bản chốt kiểm soát không được khuất tầm nhìn để người dân dễ quan sát và phối hợp, cần bài trí lại nơi để người dân khai báo y tế, đảm bảo khoảng cách, đảm bảo nơi làm nhiệm vụ an toàn cho sức khỏe anh em trực chốt trước thời tiết oi bức như hiện nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Trần Văn Lâu cho biết, sau chuyến kiểm tra này sẽ có sự chỉ đạo về nơi ở, nơi ăn tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn tỉnh.